gian. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu lạc bộ dân vũ Mê Sở với tiết mục nhảy Ambomio. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Và sau tiết mục này xin mời câu lạc bộ dân vũ Phố Thị chuẩn bị. I'm
Romeo đến từ câu lạc bộ dân